kì, dữ lắm. Chặt luôn này, con ký máy đi, máy hết rồi đi. Cực kỳ dữ luôn đó, nó phun độc. Lời nói đầu tiên cho phép xin chào cô chú anh chị và các bạn, lời chúc sức khỏe và chào trân trọng nhất. Hôm nay mình đi bẫy rắn nha cô chú anh chị. Xui cái ra tới hoài kia cái điện thoại nó rớt nước, không quay được gì luôn. Xui thiệt là xui hết biết luôn đó. Rồi thôi, nó rớt nước thì không quay được, mình vẫn đi bẫy bình thường. Giờ về mới thành quả cô chú anh chị coi. Nay mình bắt được cặp hũ đất nha anh chị. Đó, rắn mới bắt về nó giữ bà cố luôn anh chị. Đây cặp, cặp khủng luôn nha anh chị. Dữ lắm. Luôn. Này con ký máy, ký máy hết rồi. Cực kỳ dữ luôn. Đó. Nó phun độc nha các anh chị. Các anh chị để nha, hổ đất nó vẫn phun độc bình thường nha các anh chị, nó mới phun độc luôn á. Nhưng mà nó không phun tia như hổ mèo, nó phun theo nó phun đều đều ra, nó phun bắn ra luôn chứ không phun tia. Đó, con này mới phun độc nè, nó phun ướt cái nền, phun với cái nền. Hai con nào cũng giữ. Con đó, con này cũng giữ bà cố luôn. Mới bắt cặp này, cặp này kinh khủng thôi chứ. Cặp này con phải gần 1 kg nha, đó. Anh chị xem. Hai con nó bằng nhau và nó giữ như nhau luôn. Kinh khủng thì chứ. Xui cái hôm nay mình đi hội ra tới quải cái nó hư nha anh chị. Đó. Hư cái gì phải lấy điện thoại khác mình quay. Điện thoại của mình thì mình đem điện thoại của mình đem đi sửa nha các anh chị. Đó. Giờ anh lấy điện thoại khác mình quay nó gì xem. Rồi, nó cặp. Cặp này đúng là kinh khủng. Vừa khủng mà vừa dữ nha anh chị. Lúc mà mình bắt nó ra khỏi bẫy á, trời ơi, mình bốc lên nó vừa dở bẫy lên đó, nó làm y như mà về tới nhà nó còn dữ không chị, quá sức chịu đựng. Mặt nó gấu lắm chị, nó hổ báo lắm. Quá dữ so với quy định. Coi cặp này.
Cặp này chắc một con nó khoảng tầm 1,5 kg nha anh chị. Này để coi một con đực, để một coi một con đực này mình coi cái gì. Hai con này hai con đực hết luôn nha anh chị. Hai con đực hết, chắc con cái là mùa này nó ấp trứng chỉ có đực chức năng thôi. Phải mình rồi rồi mình chắc mình xin kết thúc video đây nha anh chị. Xui quá nay đi 27 cũng có hàng ngon quá trời mà về rốt cuộc không có quay được. Rồi mình về mình bắt mình bỏ hai con đây. Chờ cái anh em nào hết đó thì mình chia lại thôi. Chứ gì. À. Quá dữ. Xin chào tạm biệt các anh chị, hẹn các anh chị vào video tiếp theo. Rồi, cảm ơn các chị đã xem video.